Xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình Nhà Có Hai Người. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi FPT Play và được phát trên Spotify cũng như là Apple Podcast. Đây là một không gian tình yêu vô cùng ngọt ngào và như mọi lần thôi, chúng ta hãy cùng nhau chào đón cặp khách mời của ngày hôm nay nhé. Xin chào Nhà Có Hai Người. Rất vui và rất là hạnh phúc khi mà được mời tham gia chương trình của mình. Em là Thắng, hiện tại em 21 tuổi. Em đang theo học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thì chuyên ngành chính của em là quay phim. Nhưng mà thật sự là em không biết quay phim và em bị rẽ ngang sang làm biên tập. Là em cũng đang làm ở một công ty truyền thông của tại Hà Nội. Thì nói chung là em vẫn định hướng về sau em sẽ làm freelancer thôi. Ok, xin chào Thắng. Một cậu bạn làm về truyền thông và đang học ở Học viện Báo chí, đúng là một công việc rất là năng động. Vậy còn một nửa của Thắng sẽ là ai, bạn có thể lên tiếng cho chương trình biết được không? Em chào chị và chào các bạn thính giả. Em tên là Vi, năm nay em 20 tuổi. Em đang học ở trường Học viện Tài chính, ngành em theo học là ngân hàng, tài chính ngân hàng ạ. Có vẻ như là hai ngành nghề của hai bạn không liên quan gì đến nhau lắm ha. Vậy cơ duyên nào khiến cho Thắng và Vi quen nhau vậy? Cũng phải nói về câu chuyện quen nhau thì bọn em có học chung với nhau từ cấp 3. Thì bọn em bắt đầu quen nhau vào năm 2017 và chỉ sau 3 ngày là bọn em yêu nhau. Bọn em đã yêu nhau được 5 năm rồi ạ. Ồ, một mối tình 5 năm rất là đáng để cho mọi người ngưỡng mộ đấy chứ, bởi vì hai bạn vẫn đang ở trong cái độ tuổi còn rất là trẻ. Vậy cho Giang hỏi, ngay từ ngày đầu mà quen Thắng á, thì Vi có nghĩ là cái mối tình này sẽ kéo dài được 5 năm hay không? Thật ra thì ngay từ đầu em không nghĩ là chuyện tình cảm của bọn em sẽ đi được lâu. Bởi vì là lúc đầu nói thật đấy, chỉ nghĩ là chắc tán bạn ấy chơi chơi thôi chứ không có ý định gì cả. Đó là những cái chia sẻ ban đầu của Vi. Vậy còn với Thắng thì sao? So sánh với cái thời điểm ban đầu mà hai bạn còn đang tán tỉnh nhau á, lúc mới yêu á, thì bây giờ Vi có khác so với thời điểm hồi đó hay không? Cũng một trời một vực chị ạ. Bởi vì những ngày đầu quen Vi thì nói thật là Vi không khác gì một tiểu thư, một công chúa cả. Nghĩa là đi đâu hay làm gì cũng phải vô cùng giữ mình và sạch sẽ rồi. Nói chung là rất là tiểu thư ấy chị. Còn em thì tính em từ cấp 3 đã khá là ngông rồi, khá là nghịch. Nên là một thời gian yêu thì Vi bắt đầu em cảm thấy là hơi giống tính em. Hồi xưa thì Vi không bao giờ ăn những cái món vỉa hè cả, vì Vi rất là sợ bẩn. Nhưng mà đến bây giờ thì hay xem review rồi cũng hay rủ đi ăn, chủ động rủ đi ăn nhiều hơn. Em thì em thích những cái nơi mà nó thoải mái như thế hơn. Vậy những cái chia sẻ của Thắng có đúng không hả Vi? Vi có cái câu gì để mà phản biện cho những lời nhận xét đấy không? Cũng có một phần ạ, tại vì ngày trước thì bởi vì ở với bố mẹ thì cũng được bố mẹ chiều quen rồi, thế nên là cũng rất là tính thì cũng rất là khó chiều, chỉ cần không đúng ý một tí thôi là em đã, trước là em đã dỗi ngay được rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ rồi, cũng biết chuyện gì nên vực, chuyện gì không, chuyện gì nên dỗ, chuyện gì không rồi ạ. Cũng tại hai bạn khoe là mình đã yêu nhau lâu rồi, 5 năm rồi. Vậy thì cho Giang hỏi một câu khá là gần gũi nha. Đấy là trong cái quá trình mà yêu nhau 5 năm á, thì cho đến thời điểm hiện tại hai bạn nghĩ là đối phương có những cái tính xấu gì mà mình đã phải thích nghi với cái tính đấy? Với cảm nhận của em thì Vi bây giờ thực sự là một cô gái trưởng thành, em phải nhận xét là trưởng thành hơn rất là nhiều. Từ cách ăn nói rồi suy nghĩ. Nhưng mà có một cái tính xấu là Vi cực kỳ không thích rửa bát, là một đứa cực kỳ thích ăn ngon và rất là lười dọn dẹp. Nhưng mà cũng khoảng một thời gian sau bọn em cũng cãi nhau nhiều về chuyện này. Nên là thôi, em chấp nhận là một người đàn ông của gia đình. Em sẽ rửa bát cho Vi. Thắng thì có một tính mà em rất là muốn Thắng sửa, đấy là Thắng rất là nóng tính. Khi mà nóng tính thì thường ví dụ như em nóng tính thì em sẽ kiểu em sẽ nói chuyện bình thường, em chỉ nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà Thắng thì Thắng sẽ kiểu bởi vì Thắng không biết phải làm gì cả nên là Thắng sẽ kiểu thể hiện cái đấy ra bằng hành động của mình, kiểu bạn ấy sẽ làm đau, bạn ấy sẽ làm một cái gì đấy làm đau bản thân mình nha. Thì em nghĩ là cái tính đấy vừa làm hại bản thân mình, vừa làm đau bản thân mình, mà vừa cái bản thân em nhìn thấy thế em cũng thấy sợ nữa.
Cũng thấy thương ấy ạ. Mặc dù cũng bực nhưng cũng thấy thương. Là em nghĩ là kiểu Thắng có một tính xấu là Thắng rất là nóng tính, và khi mà nóng tính lên thì Thắng khó kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình ấy ạ. Ừ, đúng là nói chuyện với nhiều cặp đôi rồi á, thì Giang cũng nhận thấy là đàn ông thường có một cái tính đấy là khi mà cáu lên á, thì rất là cục tính. Vậy Thắng có thể giải thích về cái hành động hay là về cái tính cách đấy của đàn ông hay không? Tại sao lại như thế nhỉ? Thật ra là cũng vì một phần là khi mà cãi nhau thì bạn ý có một ý và em cũng có một ý, nhưng mà nó hay cái là cả có kiểu hai người không thể là nghe nhau được ấy, và không thể tìm ra cách giải quyết. Và khi mà em là một người có cái tính mà khi mà em đang bực thì em không muốn nói chuyện, bởi vì khi mà em bực mà em nói chuyện thì em sẽ buông ra những lời cay đắng. Nhưng mà Vi thì lại ngược lại với em là phải giải quyết cho xong, nên là nó sẽ xảy ra cái câu chuyện là khi mà Vi nói nhiều quá em rất rất là bực và em không biết phải giải quyết như nào cả. Vậy là trong 5 năm yêu nhau thì chắc chắn là sẽ có những cái khoảnh khắc mà mình cãi nhau đúng không? Vậy đã bao giờ Vi và Thắng nghĩ là mình sẽ dừng lại cái mối quan hệ này chưa? Thực ra thì để mà nói 5 năm thì nó cũng không phải là quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Là trong 5 năm đấy thì kiểu nó cũng xảy ra rất là nhiều chuyện nhá. Nên là bọn em có rất là nhiều lần cãi nhau để, nói chung là đối với em thì cãi nhau thì để hiểu nhau hơn. Và ngoài ra thì cũng có những lần là kiểu bởi vì cũng còn trẻ ạ, thế nên là cũng bọn em cũng từng giận á. Nhưng mà sau khi mà cảm thấy là mình vẫn còn tình cảm, mà mình vẫn còn tình cảm với đối phương, mình vẫn muốn tiếp tục bước tiếp cùng đối phương, thì bọn em lại quay lại ạ. Câu chuyện thì nó cũng xảy ra được khoảng 2 năm. Thật ra là lỗi là từ phía bản thân em, bởi vì là trong cuộc tình này đã có người thứ ba xen vào rồi. Bọn em cũng dừng lại một khoảng thời gian để xem là cái quãng tình cảm với người thứ ba đấy là như thế nào, nghĩa là với em với cả người thứ ba ấy. Rồi sau một khoảng thời gian như thế thì cũng nói chung là em nói dối Vi, để em nói dối Vi, xong rồi bạn Vi bạn cũng khóc nhiều, khóc lên khóc xuống, khóc tràn hết nước ra ngoài. Đấy cũng sợ, bởi vì em sợ bà ấy làm liều, em sợ bà ấy làm liều. Em cũng để một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng lại nhận ra là nó chỉ là cái tình cảm thoáng qua với người thứ ba thôi. Còn trái tim mình thì vẫn hướng về bạn ý, bạn 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 Vi, bởi vì chị nói là 5 năm mà nó là cả một quãng thời gian thanh xuân, chứ cũng không không thể nói là ngày một ngày hai mà chia tay được. Là một người con gái đã ở trong cái mối quan hệ này 5 năm rồi, thì Vi có cảm nhận như thế nào ở cái khoảnh khắc đó? Tại vì thật ra là Thắng là mối tình đầu của em nhá. Thế nên là bởi vì cái gì đầu tiên thì cũng là kiểu lần đầu, mọi thứ nó đều bỡ ngỡ ạ. Nên là cái lần đầu tiên này thì em rất là buồn, vì mình cũng là lần đầu tiên yêu này, rồi lần đầu tiên chia tay. Với cả em là một người mà khi mà em yêu thì em sẽ yêu hết mình. Với cả em cũng là một đứa khá em là một đứa mà nhạy cảm, để ý những thứ hay để ý những thứ nhỏ nhặt, và kiểu hay dễ dễ khóc ấy ạ. Thế nên là khoảng thời gian đấy, cái lúc đầu khi mà cái chuyện đấy mới xảy ra thì em thấy rất là buồn. Nhưng mà dần dần thì mình cũng cố gắng để quen này, với cả không phải kiểu là gì nhỉ, là kiểu mình cũng nghĩ là sẽ cho nhau thời gian để biết được là tình cảm của nhau như thế nào ấy, để biết được là ai kiểu người kia có lỗi sai gì, để suy nghĩ lại, để kiểu suy nghĩ lại, tự mình suy nghĩ lại ấy ạ. Nên là dần dần thì nó cũng đỡ hơn, cũng bình thường. Vậy từ khi nào mà Vi và Thắng lại quyết định quay lại với nhau và hàn gắn mối quan hệ này nhỉ? Ra là cái hôm đấy là một hôm buổi tối, thì em vừa nói chuyện với cái bạn người thứ ba kia xong thì em phóng về thẳng nhà Vi luôn, kiểu đúng kiểu hành động theo đúng cảm xúc của mình hiện lúc đó luôn đấy. Thì em cũng có gọi Vi đâu đấy khoảng 4-5 cuộc Vi mới nghe máy, thì Vi cũng chấp nhận là xuống dưới nhà để nói chuyện với nhau. Sau một khoảng thời gian nói chuyện mà kiểu đấu đá rồi tranh luận cả nước mắt, thì cuối cùng thì nói thật, cái mỏ dẻo của em thì đã khiến cho mối tình này nó có thể hàn gắn lại. Thật ra là cái câu chuyện người thứ ba này nó giống như một con dao hai lưỡi chị, nó làm rạn nứt tình cảm nhưng mà cũng đồng thời nó có thể là
gọi là hàn gắn lại bọn em lại với nhau, lại kiểu gần nhau hơn ấy. Nhưng mà sau khi mà nói chuyện với nhau thì có thể là hiểu được vấn đề của nhau, là một thứ mà kiểu trước giờ em khá là không thích nói chuyện, kiểu em khá là hướng nội ạ, hướng nội trong cái câu chuyện tình cảm như này ấy. Em không thích nói ra lời hay là nói ra cái suy nghĩ của mình, nhưng mà sau câu chuyện đấy thì mọi người, cả hai người đều cởi mở hơn, nên là em nghĩ là nó cũng là một cái tốt. Riêng Giang thấy thì 5 năm đúng là một cái khoảng thời gian nó đủ lâu để mình có thể hiểu một người đã đồng hành với mình trong cả quãng đường thanh xuân ấy. Vậy đối với Vi và Thắng thì có cái yếu tố nào quan trọng nhất để có thể duy trì một mối quan hệ nhỉ? Đối với em thì sẽ là thứ nhất là sẽ là niềm tin này. Em nghĩ là trong mối quan hệ thì niềm tin rất là quan trọng. Bản thân phải cho nhau sự an toàn, cho nhau là cảm thấy an toàn. Thứ hai là mình phải lắng nghe, đấy là sự lắng nghe, sẽ phải lắng nghe nhau, ngồi lại nói chuyện với nhau. Và thứ ba đối với em là tình cảm cũng rất là quan trọng trong một câu chuyện, một cuộc tình nữa. Vì nếu như đối với em ấy, khi mà còn tình cảm thì mình còn có thể cố gắng được, còn nếu như mà đã hết tình cảm rồi thì kiểu mọi thứ không còn để nào mà cố gắng được nữa ấy ạ. Với em thì em chỉ cần hai thứ trong một cuộc tình, đó là niềm tin và cái thứ hai là sự chân thành. Chân thành và niềm tin. Vậy trừ cái việc mà người thứ ba mà chúng ta vừa nói ra nhé, thì đã bao giờ Vi và Thắng cảm thấy mất niềm tin ở đối phương hay chưa? Thật ra là cái câu chuyện là có một người thứ ba, có người thứ ba thì nó cũng sẽ làm cho bản thân em kiểu bị mất niềm tin nha. Thì tất nhiên là bởi vì em là vốn dĩ em là đứa nhạy cảm, đứa hay suy nghĩ, thế nên là cái việc mà chỉ cần một chuyện nhỏ thôi ấy, cũng có thể làm ảnh hưởng đến niềm tin của em. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không được như lúc đầu ấy, nhưng mà bởi vì mình còn tình cảm, thế nên là em nghĩ là mình còn cố gắng được. Và bởi vì không có ai là có thể kiểu, bởi vì cũng đang ở tuổi trẻ nên cái việc mà trong một khoảng thời gian dài yêu nhau mà gặp rung động với một người khác thì sẽ xảy ra, bởi vì chính bản thân em cũng có thể là cũng rung động với những người khác, có phải không? Nhưng mà kiểu em sẽ không tiến tới, em biết đấy là chỉ là rung động thôi á. Nhưng mà thì em nghĩ là còn tình cảm thì có thể hàn gắn lại được, và có thể làm kiểu giúp cho kiểu niềm tin nó quay lại ấy chị. Vậy còn với Thắng thì sao? Đã bao giờ Thắng cảm thấy mất niềm tin ở Vi hay chưa? Cũng có, nhưng mà nó cũng chỉ là thoáng qua thôi chị. Nghĩa là cái khoảng thời gian mà em thực sự là em rất là buồn. Rất là buồn. Bởi vì là trong cái khoảng thời gian mà đầu khi mà yêu nhau ấy, thì đợt đấy Vi tán em chơi mà kiểu nó còn đau lòng hơn nữa khi mà Vi thích bạn của em. Nhưng mà đau lòng, nhưng mà phải khoảng nửa năm sau thì em mới biết là câu chuyện đấy nó như thế nào. Là một người bạn khá thân với em, nên là đợt đấy em khá là sốc. Em bởi vì em cũng nghĩ Vi là một người như thế. Sau cái khoảng thời gian đấy thì em nghĩ là Vi cũng đưa ra cho mình được một cái lựa chọn. Em nghĩ là lựa chọn là giữa em và bạn của em thì chỉ nên được chọn một thôi. Và thật là may mắn khi mà Vi đã chọn em, và Vi đã dùng tất cả những hành động sau này, trong khoảng thời gian yêu nhau sau này, để chứng minh lại và lấy lại được niềm tin của em. Giang nghĩ là thực ra là 5 năm cũng là một cái quãng thời gian đủ để Vi có thể chứng minh cho Thắng được biết được là cái tình cảm của mình nó có thể kéo dài, nó có thể tin tưởng được. Bởi vì không có một cô gái nào mà lãng phí 5 năm thanh xuân của mình để yêu một chàng trai mà, đúng không? Vậy có một câu hỏi nữa Giang muốn dành cho Thắng và Vi, đấy là trong cái mối quan hệ này thì Thắng và Vi cảm thấy là mình có cái điểm gì khác biệt nhất so với đối phương? Thật ra thì em thấy thì em và Thắng chỉ giống nhau ở một điểm, đấy là bọn em có khẩu vị ăn uống giống nhau thôi. Còn lại về cả cách chi tiêu, hay là về cả cách sống, hay về cả cách giao tiếp rồi suy nghĩ, bọn em đều khác nhau cả. Ví dụ như là
trong về chi tiêu chẳng hạn thì em là một đứa mà nói thật là kiểu thích gì là mua đấy, chi tiêu kiểu khá là hoang đấy, phóng khoáng. Thắng thì rất là, nói chung tính Thắng rất là phóng khoáng về những về tiền về việc vấn đề tiền nong, nhưng mà Thắng thì những cái gì Thắng thấy là những cái đấy thực sự cần thiết thì Thắng sẽ chi tiêu, còn em là có thích thì em sẽ chi tiêu. Còn về về quan điểm về trong tình yêu thì ví dụ như Thắng thì đấy, như vừa Thắng vừa nói là Thắng là một người mà khi mà nóng tính, khi mà giang cãi nhau thì Thắng muốn im lặng để sau khi đã khi mọi thứ đã bình thường hơn rồi thì mới bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Còn em thì lại là một người mà em muốn giải quyết ngay lúc đấy, phải giải quyết ngồi nói chuyện với nhau ngay và sẽ nói chuyện ngay xong trong ngay lúc đấy, chứ em không muốn câu chuyện nó sẽ từ hết từ ngày này sang ngày nọ rồi nó lại tiếp tục cãi nhau những ngày tiếp theo nữa. Vậy Thắng và Vi sẽ thường chọn cái cách nào để mà có thể thích nghi với đối phương ha? Như ở đây em có chia sẻ là em là một đứa rất là hay khóc, kiểu em bực quá hay là em bức xúc quá hay như thế nào đấy thì mà em không thể nói được, hoặc là em nói với bạn ấy đang bực quá bạn ấy không nghe thì lúc ấy kiểu em sẽ khóc. Mà không phải là vì em muốn cố tình khóc mà là bởi vì bản thân em là đứa hay khóc, thế nên là em rất là dễ khóc. Thế là lúc đấy bạn ấy, sau khi mà em sẽ ngồi ngồi một mình và em cũng ngồi một mình, và lúc đấy em khóc thì một lúc sau bạn ấy thấy em khóc, bạn ấy sẽ bảo em là nào ra đây anh ôm nào, hay là bạn ấy sẽ bảo là thế bây giờ em như thế, em ai bảo em như này, bây giờ anh đang bực thì em đợi một tí rồi em hãng nói chuyện thì có phải thì sẽ đỡ hơn ý ạ, thì thường là như thế. Nhưng mà bản tính của em thì đấy, em là một người khá là phóng khoáng, mà em nghĩ là em hay là bất kể người đàn ông nào người ta cũng có một cái tính khá là giống nhau, nghĩa là người ta nghĩ ít thôi. Người ta chỉ cần hiểu một cách đơn giản là ôi thôi, giận nhau thì ai chả giận, cứ bình tĩnh rồi nói chuyện sau có gì đâu. Nhưng mà có một cái thì là em rất là sợ Vi khóc. Nên là mỗi lần bạn ý rơi nước mắt cái là là em bỏ hết tự trọng, là bỏ hết cái tôi của mình, là em phải ra hỏi han rồi ôm ngay. Vậy cho đến thời điểm hiện tại á, khi mà đã yêu nhau một khoảng thời gian đủ lâu rồi thì Thắng và Vi đã ra mắt gia đình hai bên hay chưa, và bố mẹ của Thắng và Vi đã biết con trai con gái mình có một người đồng hành từ rất lâu rồi chưa? Bọn em thì bố mẹ cả hai bên đều biết là yêu nhau. Thật ra là thời gian đầu cũng cấm cản, nhất là bên phía nhà Vi. Bởi vì Vi là một em, bởi vì em là tình đầu. Mà đợt đấy thì bố mẹ Vi lại thích những người mà kiểu thông minh rồi nhà giàu các thứ ấy. Thì em nghĩ là một tâm lý chung của bố mẹ nào cũng thế thôi. Còn em thì em giàu tình cảm, với cả lại em em thì em sống kiểu khá là thoáng, với cả bản tính thì khá là nghịch ạ. Nhưng mà đợt đấy cũng, bố mẹ Vi cũng có cấm cản, nhưng mà sau đợt đấy thì chán quá, chẳng muốn nói nữa, thì thôi kệ chúng mày. Bố mẹ em thì cũng, thật ra em không phải là người con trai duy nhất trong nhà. Bố mẹ em thì bảo yêu ai thì yêu, sướng khổ là việc của mày, lớn rồi đấy là việc của mày. Bố mẹ chỉ biết là mày yêu Vi, mày yêu bé Vi này thế thôi, còn hai đứa yêu nhau thì cố gắng trong mọi thứ, từ công việc đến học tập. Vậy cho đến thời điểm hiện tại thì Thắng và Vi có cảm thấy là mình đang rất là hài lòng với lại mối quan hệ bây giờ hay không? Thế cái câu chuyện kiểu an tâm hay là an toàn thì em nghĩ là cũng không thể nói một sớm một chiều được. Bởi vì là thật ra là bây giờ khi mà yêu nhau 5 năm rồi thì cái vấn đề nó không phải là yêu nữa, mà nó còn là chữ thương. Bọn em đều có cái suy nghĩ là chữ thương nó rất là nặng, nên là 5 năm mà cả tuổi thanh xuân, nên là bọn em
sẽ phấn đấu trong tương lai để có một cuộc sống nó ok hơn. Còn đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ hiện tại là đang ổn và cũng không có gì nhiều gọi là mâu thuẫn cả. Thắng vừa nói về việc là sẽ lo cho tương lai á. Vậy thì không biết là Thắng và Vi có cùng nhau đặt ra cái mục tiêu chung nào cho cả hai hay không? Thực ra thì bản thân em lúc nào em cũng muốn nâng đỡ cho Vi trong công việc. Và Vi là một người ham chơi và lười làm ấy chị. Là ham chơi và lười làm. Và tiêu tiền thì cực kỳ giỏi luôn. Em rất muốn sửa cho Vi cái tính đấy. Bởi vì là ở nhà thì không sao, nhưng mà có thể là khi mà đi làm thì mọi thứ nó không được gọi là an toàn như ở nhà, và có rất nhiều thứ phát sinh ra. Nên là em bảo dặm đi mà phải giữ mình và lúc nào phải tỉnh táo. Còn dự định trong tương lai thì bọn em muốn là mở một cái trung tâm cứu hộ cho chó mèo. Em với Vi thì đều là người mà yêu động vật, nhất là mèo. Và thỉnh thoảng thì bọn em có đọc được những cái bài mà ở trên mạng ấy chị, thì thấy là kiểu người ta bỏ bỏ con chó hay là con mèo ở ngoài đường mà người ta không nuôi nữa, cảm thấy rất là thương. Và ở Hà Nội thì rất ít những cái trạm mà kiểu cứu hộ cho chó mèo như thế ạ. Nên bọn em muốn làm một cái trung tâm cứu hộ cho chó mèo để có thể là các bé có một cái nơi để sống, để có thể là chơi đùa với nhau. Đó là những cái chia sẻ và mong muốn cũng như là mục tiêu mà Thắng muốn cùng có thể thực hiện với Vi. Vậy còn với Vi thì sao? Ngoài những điều mà Thắng vừa chia sẻ thì Vi có cái dự định riêng nào của riêng mình dành cho Thắng hay không? Em muốn là kiểu em muốn là em và Thắng sẽ có một trước tiên là sẽ có một công việc ổn định, có thể lo được cho có thể cho lo được cho bản bản thân mình, và nếu như tiến xa hơn nữa thì có thể lo cho con hay hay cho bố mẹ hai bên sau này. Và đấy là trước tiên là mình phải lo cho được mình trước, và sau đấy là cũng như Thắng nói là nếu như dư giả thì em cũng mong muốn có thể mở kiểu giúp đỡ các bạn chó mèo, bởi vì em rất là yêu chó mèo. Bản thân hiện tại bọn em cũng cũng đang nuôi một bé mèo tên là Bơ nữa, nên là bởi vì có rất nhiều người thì có rất nhiều người đã kiểu đòi hỏi quyền bình đẳng này, rồi là xây nhà tình thương các thứ cho mọi người, cho kiểu người già trẻ em hay những người vô gia cư, thì nhưng mà em thấy rất ít người là ở Việt Nam mình để ý đến các bạn chó mèo, nên là đấy cũng là một ý định của em. Đúng là đã rất lâu rồi thì Giang mới có thể được trò chuyện cùng một cặp đôi mà có cái mục tiêu dễ thương như thế. Đấy là cưu mang các bạn chó mèo á. Và Giang tin là bất cứ cặp đôi nào khi mà đã muốn cùng nhau thực hiện, đã muốn đồng hành cùng nhau á, thì không có gì có thể ngăn cản họ được. Và đến đây thì Giang rất là cảm ơn Thắng và Vi đã dành thời gian cho chương trình Nhà Có Hai Người. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của bọn em ạ. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để cho bọn em có thể là chia sẻ với nhau cả cắn hơn về những câu chuyện mà trước giờ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Ok, rất là cảm ơn Thắng và Vi một lần nữa ha. Các bạn thân mến, Nhà Có Hai Người đến đây thì cũng xin phép được khép lại rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên FPT và Pladio. Đừng quên chia sẻ những câu chuyện thú vị của mình cho chúng tôi qua hòm mail, đó là pladio102a@gmail.com các bạn nhé.